Đây, anh em thấy nè. Đây, mình sẽ liên kết cái thẻo này rồi nha, vô dây trục nha. Xong mình kéo cái nút chặn này xuống, cho cái nút chặn này nó tuột vô trong cái thẻo đó luôn. Đấy, mất luôn thấy không? Anh em thấy không? Mất luôn cái thẻo, không nhìn thấy nữa. Là khi anh em chọi là nó không có bị vướng nữa nha. Ôi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Xin chào tất cả anh em quay trở lại với kênh câu cá giải trí của anh là Vika Vlog mình nha. Khó quá, để cần thì khó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái, có một số anh em là comment là kêu mình là hướng dẫn cách lắp thao kìm câu ISO nha. Thì cái thứ nhất, để mình xả dây ra mình cho thằng xem nha. Thì để lắp được một cái thao kìm câu ISO, cái thứ nhất là các bạn làm ở đây một cái nút chặn nè. Đây anh em thấy không? Đây nè, cái nút chặn nè. Đấy, cái nút chặn này là mình làm bằng cọng nhựa dù để cho nó tuột lên tuột xuống nè, anh em thấy không? Để nó làm nó chắn cái thao của mình. Đấy. Cái thứ hai nữa là anh em cho vào một cái nút chặn màu đỏ. Đây, cái nút chặn màu đỏ như mình đã cho anh em xem à. Đây. Thấy không? Là khi cái nút chặn màu đỏ này nó chạy lên tới đây nè, là nó vướng lại cái nút mình thắt nè. Đây là cái này mình tự làm nha, còn cái này là mình mua xong rồi mình lắp nó vô. Đấy, là hai cái nha, là cái nút chặn mình mua ở trong cửa hàng có. Còn cái này là mình tự làm, lấy nhựa dù á mình làm nha. Mình sẽ hướng dẫn cặn kẽ luôn cho anh em. Rồi cái thứ ba đó là mình sẽ lắp phao thôi anh em. Phao thì mình sẽ sử dụng là phao phao 0000 15.8 gram nha. Đấy, sau khi cho chẵn vô thì mình sẽ cho phao vô nha anh em. Đấy, hôm nay nắng quá anh em thông cảm nha, mình phải đổi xăng. Đấy, cho phao vô xong. Đấy, chẵn màu đỏ. Cho phao xong mình sẽ sử dụng hai cái nút này. Đây cũng là một cái chẵn mình mua ở trong cửa hàng nha anh em. Sau khi mình lắp vô, cho phao xong mình sẽ lắp vô. Mục đích là nó sẽ chẵn cái phao mình lại, không cho phao mình chạy xuống cái thẻo ở phía dưới. Sau khi mình lắp xong mình sẽ cho anh em xem nha. Câu cá trời nắng khổ quá. Đây, đây là cái nút chặn nha anh em. Anh em thấy không? Đây, nút chặn màu xanh này nha. Đấy, mình mua trong cửa hàng có nha anh em. Đấy, cho phao mình xuống à. Sau khi phao mình xuống à, đấy, nó vướng lại nè, nó bị chặn lại nè, thấy không? Đấy, sau khi cho phao cho chẵn vô thì mình sẽ đâu rồi? Đâu rồi ta? Đây. Các bạn mua cái ma ní nhỏ như thế này nè. Này. Cái ma ní nhỏ như thế này các bạn mua ở trong cửa hàng rất là nhiều. Các bạn tóm vô nha. Mình sẽ liên kết dây trục với dây liên. Mình sẽ tóm nha anh em. Rồi mình tóm xong, mình sẽ kéo cái thẻo này nè anh em, kéo cho nó ngập luôn cái thẻo. Đây anh em thấy nè,
Đây mình sẽ liên kết cái thẻo này rồi nha, vô dây trục nha. Xong mình kéo cái nút chặn này xuống, cho cái nút chặn này nó tuột vô trong cái thẻo đó luôn. Đấy, mất luôn thấy không? Anh em thấy không? Mất luôn cái thẻo, không nhìn thấy nữa. Là khi anh em chọi là nó không có bị vướng nữa nha. Còn nếu anh em mà không ấy thì nó bị vướng á. Rồi, liên thì mình sử dụng là cái liên mình hồi nãy mình câu mình có rồi á. Sẵn cái liên mình sẽ cho nè, cho anh em xem. Dí trời, một sải tay nè, không hai sải tay nè, hai sải hơn xíu nha anh em, hai sải hơn xíu này là tương đương với 3 mét hơn một xíu đấy. Sau khi mình sẽ tóm lưỡi xong thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà lắp chì nha. Bây giờ mình sẽ vô lưỡi. Nói chung là cầm mà vừa quay rồi vừa làm như thế này nó rất là vất các bạn. Còn thằng này đương không làm cái hộp, cái tao hết hộp mày, đông quá. Hôm nay bao nhiêu độ mà nắng dữ vậy? Ngày chắc 37 độ, 38 độ. Đang cắn cảnh rực tắt này. Ủa, cái lưỡi này bén lắm. Câu không chìm luôn. Chơi luôn ạ. Chơi luôn. Chì thì anh em cho hai cục chì số 2 nha. Mình cho chì số 2. Đây. Mình lắp hai cục. Một cục mình lắp ở phía trên gần phao, cách phao tầm một tấc nha. Đấy. Một tấc nha, cách phao là một tấc là một cục. Chì số 2 nha, chì nhỏ nha. Đây anh em thấy cục chì của mình rất là nhỏ nha. Chì bé nha. Ừ. Đấy. Cục thứ hai mình lắp từ lưỡi lên. Độ tầm nửa mét. Sau đó mình cắn cho nó sát với cái liêm của mình nha, để nó khỏi bị tuột. Đấy. Đây. Từ lưỡi lên cục chì nè, các bạn thấy không? Nửa mét. Đấy là quy trình lắp xong nha. Rồi cứ thế rồi mình câu thôi nè. Thế là xong nè. Rồi thì video của mình đến đây là kết thúc. Video mà hướng dẫn lắp phao chìm cho mình đến đây của mình đến đây là kết thúc nha. Thì nếu anh em nào mà có sử dụng phao chìm á thì cứ thế mà làm thôi. Ở đây là mực nước mình câu là 4 mét, cho nên là liên mình cho 3 mét thì cái liên chản ở trên á, từ phao lên cái nút chặn á, cái nút chặn ở trên mà mình làm bằng cọng dây dù á, mình sẽ cho nó tầm nửa mét thôi nha. Từ phao lên cái chặn của nhựa dù mình siết tuột lên tuột xuống á, để chặn cái phao lại là tầm nửa mét thôi, cho phao lên nửa mét là đứng lại. Chứ các bạn đừng cho sâu nha, khi cho sâu quá thì nó không hiệu quả đâu nha. Rồi cứ thế là mình câu thôi nha anh em. Rồi thì video là đến đây là kết thúc. Rồi chúc các bạn là có một buổi câu rồi thật là vui vẻ nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.